không còn chỗ nào hết trơn. Cái người đàn ông mà như gì mà quá trời tàn nhẫn vậy, con thú vật nó còn có dài luôn. Những cái vết thương này sao tác động bằng những cái vật gì vậy chị? À, nó lấy rồi điện á, dây điện rồi cơm á nó đánh. Trời ơi trời. Rồi xong á là lấy dây nịt á thắt lưng á. Dây điện hay roi điện chị? Dây điện rồi cơm, dây điện rồi cơm. Dạ dạ. Tan nát rồi. Hầu như là hết người luôn rồi. Hết trơn người luôn. Từ giỏ nó lớn chiều quánh một rồi. Ở chứ con tôi nó đối xử như vậy đó. Bây giờ còn mấy nè. Nắm bây giờ con thì chặt cái gì thì nó nói, không phải nó điện gì nó mắng giống với tôi cũng có thể thôi. Biết dạy con thôi mà. Thằng này là nó xúc giặt rồi, nó nói gì nữa. Bây giờ nó cháu rồi nó ra thân thần gì nè. Tôi cũng nhờ cộng đồng mạng giải quyết cho cháu tôi. Thành ra tôi á nhờ công an đến đó để mà thăm dò hỏi thử có như sự thật như vậy không. Nhưng mà lại đó thì thằng chồng của nó là tác động nó là không cho nó nói những gì, hình hung là nó không cho nói. Nếu nó nói, nếu mày nói ra là giết mày chết. Từ cái chỗ đó thằng nhỏ này nó cũng không dám nói gì hết. Chị không vay tiền được á là bắt đầu là nó cạo đầu chị. Cái gì? Chồng chị tự làm hả? Ờ. Vậy là chồng chị cạo đầu chị luôn. Nó bắt đi vay tiền, nó bắt đi vay tiền á là về nó sẽ đánh đập, nó sẽ hành hạ. Còn cái này á là nó nói á là mày vô á là mày tự á hả lấy đồ mày cạo đi, còn nếu như không hả là tao cắt cổ mày chết. Nó lấy dao nó đưa vô cổ chị, nó dí vô cổ chị nè. Xong rồi bắt đầu chị mới lấy đồ gì chị cạo được một tí. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay mình đang có mặt tại ngay đây là thuộc xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Thì có một chị gọi điện cho mình là cầu cứu. Là chị này năm nay 38 tuổi rồi và đã có gia đình ở ngoài Hải Dương. Và chị đang mang thai hơn 7 tháng. Và cái sự việc là rất là đau lòng là chị bị chồng mình tác động vật lý vào chính bản thân chị, và với những cái vết sẹo, những cái vết thương trên người đó. Thì chị gái trước mặt mình đây là chính là chị Giao, và người bên phải là mẹ ruột của chị, và người bên trái chính là cô ruột của chị. Thì hôm nay mình đến đây mình chia sẻ cái câu chuyện này để đưa ra ánh sáng, tại vì chị là có một cái cuộc trốn từ ngoài Hải Dương về tới Sài Gòn rồi về tới Kiên Giang hồi khuya ngày hôm qua thôi. Để hiểu rõ hơn cái sự việc này như thế nào, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào câu chuyện. Mình sẽ hỏi thăm chị nha. Dạ em chào chị ha. Dạ. Dạ. Chị là chị Giao, năm nay là 38 tuổi đúng không chị? À đúng rồi. Dạ, cái sự việc của chị như thế nào, chị lập gia đình như thế nào? Chị kể cho em là chị bị chồng chị có những cái hành động gì đối với chị, mà tại sao chị phải trốn về từ ngoài Hải Dương về tới Kiên Giang này, chị có thể là chia sẻ cho cộng đồng người ta hiểu được không chị? À nghe được. Mình với chồng mình đó là cưới nhau là không có cưới, chỉ là quen biết nhau rồi thương nhau rồi đi về chung sống cùng nhau thôi, nhưng mà tụi chị có làm giấy kết hôn. Dạ. Chứ không có đám cưới. Là hai bên gia đình thì có nói chuyện với nhau một lần qua điện thoại, chứ ở ngoài thì cũng chưa có gặp. Tại vì lúc chị với vợ chồng chị á là chị theo chồng chị về ngoài Hải Dương ở, là trong thời gian đó là dịch bệnh nên là hai bên gia đình không có gặp mặt trực tiếp, nhưng có nói chuyện xong rồi chị về ngồi đó chị ở. Là hồi xưa chị quen chị chồng chị qua mạng? Không, chị quen chồng chị là do là bạn giới thiệu. Dạ, bạn giới thiệu ha. Bạn giới thiệu rồi xong rồi là chị tự tìm hiểu, chị với chồng chị tự tìm hiểu rồi quen nhau. À, rồi chị ra ngoài Hải Dương chị sống luôn? Chồng chị có về đây được một tháng, ở nhà chị được một tháng. Dạ. Rồi xong rồi chị với chồng chị mới đi về Hải Dương ở. Dạ. Chị về Hải Dương, bắt đầu về Hải Dương ở là ngày 16 tháng 12 năm 2020, là tính ngày ở dưới, ngày trên thì chị không nhớ. Vậy là mới nay là khoảng gần 3 năm. Đúng rồi, gần 3 năm. Dạ. Hình như là chị đang mang thai là 7 tháng rưỡi đúng không chị? Đúng rồi, hiện tại chị mang thai 7 tháng rưỡi. Dạ, cho em hỏi là chị với anh chồng chị là còn cháu nào không? Còn chị còn một bé trai nữa là 18 tháng này tới là nó được đúng 17 tháng. Hiện tại là bé ở với ai chị? Hiện tại giờ là bé đang ở Hải Dương, nhờ ông bà nội với lại mấy chị của nó chăm sóc. Dạ, hiện tại là em thấy là trên mặt chị có những cái vết sẹo, những cái vết thương đó. Là những cái vết thương đó từ đâu mà có, mà chị có thể là chị nói sự thật cho tụi em biết cũng như là cộng đồng người ta hiểu được không? Và những lời chị nói là chị cố gắng chị chia sẻ thật giùm em ha. Ừ. Dạ. Những cái vết thương ở trên mặt của chị với lại trên người chị với lại do chồng chị bạo hành. Chồng chị? Đúng rồi. Trực tiếp? Đúng rồi. Dạ. Cái này là do chồng chị là dùng cái cây móc phơi quần áo,
xong rồi nó rẽ thẳng ra, xong nó lấy bếp ga nó đốt lửa rồi nó thui chị. Trời ơi trời. Mà bình thường ở nhà chị với anh có gây gỗ hay là có làm gì không mà? Nói chung á là chị với lại chồng chị bình thường là không có cãi nhau, nhưng chị có một cái là chị đi vay tiền, chị đi mượn tiền không được thì là bắt đầu chị bị bạo hành. Dạ, cho em hỏi cái thắc mắc một cái là chị nói là chị bị đi vay tiền là có nghĩa là sao chị? Nếu như là nhà không có tiền, xong rồi á là chị phải đi điện thoại. Chị phải lấy điện thoại, chị điện thoại xong rồi về nhà chị điện, về nhà chị điện cho hết bà con dòng họ chị, bạn bè, tất cả người thân, những người chị ai quen biết để chị vay tiền. Nếu như chị vay được tiền á thì thôi, còn nếu như chị vay không được tiền á thì chị sẽ bị đánh. Trời ơi, có nghĩa là chị gọi điện về cho người thân, bạn bè, những cái mối quan hệ của chị. Đúng rồi. Để vay mượn. Đúng rồi. À, như vậy là chị vay mượn được nhiều không? Nói chung á là lúc trước á thì chị vay mượn được nhiều, như là một lần thì chị cũng có thể vay được 5 triệu. Dạ, cho 5 triệu. Dạ. 10 triệu có. Rồi thời gian sau này thì chị vay không có được nữa thì chị nếu là 2 triệu, 1 triệu. Ừ, dạ. Cũng có lần á là chị vay thì cũng có mấy trăm nghìn thôi. Dạ. Cho em hỏi là cái sự việc mà chồng chị tác động vào chị nó diễn ra lâu chưa chị? Hay là từ lúc về sinh sống tới giờ hay là nó mới xảy ra đây thôi? À, nói chung là lúc mới về sinh sống thì chị với chồng chị thì cũng có hay cãi nhau, cũng có hay đánh nhau, nhưng mà có khoảng thời gian này là khoảng một năm nay là chị bị đánh nhiều. Dạ. Khoảng một năm nay là chị bị đánh nhiều. Một năm trở lại đây ha? Ừ, một năm trở lại đây. Rồi cho em hỏi là ngoài vết thương trên mặt chị là trên cơ thể chị còn chỗ nào nữa không? Nói chung là vết thương ở trên mặt chị, rồi tay chân mình, nói chung là từ trên xuống chị dưới. Gán chị dạch cái chân kéo cái chân chị lên để quá quá trời luôn rồi nè, bên này nó bầm, nói chung là nhiều lắm. Chị không ngại, chị còn có nó không, chị cứ lên đi, rồi chỗ nào ấy em sẽ chia lại bớt cho chị. Ngồi xuống cái phần lưng thôi cũng được, nó giả mang luôn nè, giả lên tới dài, trời tới dài luôn. Những cái vết thương này sao tác động bằng những cái vật gì vậy chị? À, nó lấy rồi điện á, dây điện nồi cơm á nó đánh. Trời ơi trời. Rồi xong á là lấy dây nịt á thắt lưng á. Dây điện hay roi điện chị? Dây điện nồi cơm, dây điện nồi cơm. Dạ dạ. Tan nát hết. Hầu như là hết người luôn rồi. Hết chân người luôn. Dạ chị ngồi đây. Chỗ nào cũng có hết. Dạ. Còn hai bên đây nữa, hai bên đùi này thì nó cũng lấy thắt sắt nó lấy hết chân luôn. Thôi. Không còn chỗ nào. Hai bên đây là bằng nữa. Cái một người mà đàn ông mà như vậy là quá trời vũ phu rồi. Dạ. Không có sống thể nào mà sống được. Hồi đó cháu tôi đi theo nó ở, cháu tôi đàng hoàng. Mà bây giờ cháu tôi nó ra thân thần gì nè, tôi cũng nhờ cộng đồng mạng giải quyết cho cháu tôi, giải thoát cho cháu tôi, lấy sự công bằng cho nó. Dạ. Ờ cô. Dạ. Nay là tôi muốn nhờ đưa lên cộng đồng mạng để mà cho công an ở ngoài Hải Phòng với ngoài Hải Dương để mà xử lý vụ này cho tôi. Tại địa chỉ vì... địa chỉ ngoài là đâu? Địa chỉ ngoài là cái gì? À, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành. Dạ. Xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hải Dương. À, tôi có nghe người ta nói là cháu tôi á là bị người ta hành hạ, thành ra tôi cũng không hiểu như thế nào. Từ chỗ đó thành ra tôi mới là nhờ công an đến nhà thử cái có sự thật như vậy hay là không. Nhưng mà công an đến nhà thì cháu tôi là nó bị chồng nó khống chế rồi, thành ra không thể nào mà khai sự thật được. Từ chỗ đó mà cháu tôi nó nói là vợ chồng nó cũng sống hạnh phúc, không có gì hết. Trong lúc đó thì tụi tôi cũng không có biết, tại vì miền Nam với ngoài đó thì cũng quá xa. Thành ra tôi nhờ công an đến đó để mà thăm dò hỏi thử có như sự thật cái gì không. Nhưng mà lại đó thì thằng chồng của nó là tác động nó, là không cho nó nói những gì, hình hung là nó không cho nói. Nếu nó nói, nếu mày nói ra là giết mày chết. Từ cái chỗ đó thằng nhỏ này nó cũng không dám nói gì hết. Tôi cũng im tới ngày nay. Tôi cũng nhờ bạn bè thăm hỏi dò thử cái ông ngoại như thế nào, rồi người ta nói cháu mày ở ngoại nó khổ dữ lắm. Tôi nói nếu khổ dữ lắm thì có cách nào để đưa cho nó về miền Nam. Đến ngày nay, hồi tối này, hồi hôm qua là nó đi, tới tối là nó mới về tới Gạch Giá này, nó bay về Sài Gòn rồi nó mới về đây, là nó chỉ mới về hồi hôm này thôi. Mới về hồi hôm này thôi. Rồi. Là cái sự việc là mình đã báo với công an ở ngoài luôn rồi. Khi về là lúc trước là tôi có báo công an ở ngoài rồi, công an có đến nhà. Đến nhà hỏi sự việc thì nó nói là không có gì hết. Dạ. Tụi nó sống cũng hạnh phúc. Thì thôi, mình nghe nói vậy thì cũng thôi. Nhưng mà sau này nếu người con người ta mà có lấy chồng đi nữa cũng phải về quê chứ. Cái này nó không cho về quê, nó cấm không cho đi ra ngoài luôn.
từ cái chỗ đó mà nó hành hạ cháu tôi như vậy nè. Rồi sợ đầu nó tóc dài, cháu tôi tóc dài đàng hoàng. Cái hình đâu, cái hình của nó đưa cái hình cháu tôi rất là đẹp chị, luôn. Chị gái cho em mượn điện thoại đi chị. Dạ. Có nghĩa là cái sự việc này là lúc trước là bên cô cuộc đây là có báo với công an đã đến nơi làm việc, nhưng mà vì lúc đó là hình chỉ nè, hình cháu tôi nó như thế này nè, nó mà bây giờ cháu tôi nó ra thân thờ như vậy nè, thì cũng nhờ công an ở ngoài Hải Dương đó tôi ra đặng mà tiếp cho cháu tôi để mà cháu tôi nó được sự công bằng chứ bây giờ như vậy thì tội cho cháu tôi quá. Cô chị, trong đây em thấy có một cái tấm hình là này là sao chị? Cái tấm hình này là lúc đó là chị bị nó đánh đó, nó bảo chị là đi đi mà vay tiền á, chị không vay tiền được á, là bắt đầu là nó cạo đầu chị. Cái gì, chồng chị tự làm hả? Vậy là chồng chị cạo đầu chị luôn, nó bắt đi vay tiền, nó bắt đi vay tiền á, là về nó sẽ đánh đập, nó sẽ hành hạ. Còn cái này á là nó nói á là mày vô á là mày tự á hả lấy đồ mày cạo đi, còn nếu như không hả là tao cắt cổ mày chết. Nó lấy dao nó đưa vô cổ chị, nó dí vô cổ chị nè, xong rồi bắt đầu chị mới lấy đồ gì chị cạo được một tí, xong cái đó nó lấy tông đơ nó cạo. Chị cho em hỏi là cái anh chồng của chị là làm công việc gì ở ngoài bên ngoài đó mà phải liên tục cho chị bắt chị phải đi vay tiền? Nói chung là hiện tại bây giờ là không có làm gì hết, ở nhà chơi gì đó, không có làm gì hết. Mình vay tiền về để mình làm gì vậy? Vay tiền về á thì nếu như mà có tiền á thì nó nạp vô game nó chơi. Cực kỳ phức tạp, nói chung là chỉ biết nạp tiền online thôi. Đúng rồi, nạp tiền online. Anh có cờ bạc không chị? Chỉ là chỉ có nạp tiền online chơi trên mạng thôi. Rồi nói chung là có vấn đề online đó chị. Rồi chị cho em hỏi là cô đây chia sẻ là có công an đến nhà để mà lúc đó để chị nói ra sự thật, nhưng tại sao lúc đó chị không dám nói mà để cái sự việc mà nó xảy ra tới ngày hôm nay vậy? Tại vì lúc đó công an có đến nhà nhưng mà chị không dám nói. Chị không dám nói là tại vì nói nếu như chị mà nói cái gì á là bắt đầu nó cho người về tới nhà chị nè, giết hết cả nhà chị. Nó nói trước tiên là nó cắt cổ ba chị, mẹ chị, rồi xong là tới con của chị, rồi xong tới là em gái chị, là nó cắt cổ, nó treo ở cổng rào từng người một hết. Có nghĩa là chị bị uy hiếp đúng không? Đúng rồi. Nó nói nếu như chị mà nói cái gì, chị mà khai ra cái gì á là nó cho cả nhà chị chết hết. Có nghĩa là bây giờ chị ở ngoại là giống như chị đơn thân ở ngoại luôn rồi, độc mã luôn rồi, không có ai. Đúng rồi, chị ngoại có một mình còn cũng quay cho em đâu. Hỏi là ba mẹ chồng mình nó có đối với mình như thế nào, có yêu thương mình? Ba mẹ chồng thì tốt lắm, nói chung ông bà tốt. Dạ, ông bà rất là tốt. Ông bà rất là tốt, bà rất là thương, cái gì bà cũng binh vực hết á. Bé bây giờ chắc ông bà giữ hả chị? Bé bây giờ thì ở nhà thì bà giữ hộ với lại chị của nó. Chị là con của chồng á. Mấy chị em nó chồng nhau. Rồi chị kể là cái sự việc làm sao mà chị có thể từ ngoài Hải Dương mà chị về tới đây, là chị kể lại cho cộng đồng người ta hiểu rõ. Luôn về như thế nào mà về được tới đây? Tại vì là mấy ngày trước á, là trước lúc chị về á, thì chị có nói là chị có đi vay tiền nhưng chị vay không được, là nó sẽ đốt cái mặt chị nè. Xong rồi là nó nói là bây giờ là mày phải đi vay tiền đi để đi làm ăn. Với lại lúc đó là mẹ chồng chị, bà cũng thương, bà cũng có, nói chung là cũng có giấu ông bố chồng. Chị đi vay tiền. Xong rồi là gần tới ngày rồi không có, giờ nó bắt chị là phải đi vay tiền. Công việc hàng ngày của chị hiện tại sáng là cơm nước, xong rồi là ôm điện thoại vay tiền từ chiều đến trưa đến tối. Ngoài việc ăn cơm ra, tắm giặt ra là chị không làm gì hết. Vay là mình cầm điện thoại điện cầm về. Điện thoại điện về, điện trực tiếp cho tất cả mọi người, thân bạn bè dòng họ hết, trong nước và ngoài nước luôn. Nếu như là chị không điện, nếu như chị không điện thì bắt đầu là nó sẽ đánh, mà chị điện thì không người cho vay nó cũng đánh. Sao mà ác như vậy? Rồi là chị mới vay tiền không được, xong rồi nó nói là bây giờ chị mới nói với nó là thôi, bây giờ cho chị đi về Sài Gòn đi. Rồi là chị sẽ đến từng nhà từng người chị vay. Giờ chị vay không được nữa, chị điện thoại là khó khăn quá, vay không được, nên là cho chị đi về từng nhà từng người để chị vay. Giờ chị vay không được nhiều thì chị sẽ vay được là mỗi một người là vài 300, 500, 300 hay 1 triệu. Rồi xong là có tiền rồi chị sẽ đưa cho nó. Dạ. Giống như chị mượn cớ về Sài Gòn để mà chị trốn về đây. Đúng rồi, rồi xong là chị với nó mới đi về Sài Gòn, trong khi đó về Sài Gòn là chị cũng không có tiền. Là đi với chị luôn hả vậy? Đúng rồi, là đi với chị là về Sài Gòn. Chị đi bằng phương tiện gì? Chị đi về bằng máy bay. Máy bay từ ngoài Hải Dương và máy bay trong tới Sài Gòn.
À, dạ. Chị Hải Dương xong rồi chị mới đi ra Hải Phòng, đi 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 bằng xe máy ra Hải Phòng. Dạ. Là đi đi xe máy ra Hải Phòng là anh chồng đưa đưa xe máy cho chị đi. Dạ. Chị đi ra Hải Phòng xong rồi từ sân bay Hải Phòng chị mới bắt vé máy bay chị đi về Hồ Chí Minh. Là cấp từ Hải Phòng về Hồ Chí Minh là chị về mình hay về về với chồng? Về với chồng. À, là anh đi về với chị luôn. Đúng rồi, đi về cùng tại vì dạ. nó không có để cho chị đi một mình. Rồi rồi sao nữa chị? Rồi xong á là mấy chị mới đi về Sài Gòn, chị đi về Sài Gòn rồi á là chị cái đêm đêm tối hồi đêm này rồi xong đêm trước nữa. Hồi đêm hôm mà chị về đến nhà, mà xong đêm trước nữa, mà chị về tới sân bay. Dạ dạ. Chị về tới sân bay xong rồi á là rồi chị mới ở ngủ ở sân bay xong rồi đến sáng là tầm 9 giờ là chị mới bắt gáp. Chị mới bắt xe gáp á là đi qua, chị nói với lại chồng chị là chị bắt gáp để chị đi qua nhà bạn bè để chị vay tiền. Nhưng mà chị đi qua bên cái chỗ đó đầu tiên chị đi á là chỗ đó là nhà hàng tiệc cưới. Dạ. Là chỗ chị làm ngày xưa. Dạ. Là chị qua bên đó là chị vay tiền bạn bè bên đó. Nhưng lúc chị qua thì mọi người là chuyển qua bên cơ sở 2 rồi. Dạ. Nên là không còn làm ở đó nữa. Dạ. Rồi xong á chồng chị mới chửi, mới đi ra chị nói là giờ là mọi người không có đó, là giờ điện thoại rồi là người ta đi qua bên kia để người ta cho vay tiền. Dạ. Rồi chồng chị mới nói chị, nó nói tại sao mày lừa đảo tao. Mày nói đi đây là đi đến mấy nhà mấy người bạn mày mà mày không nói mày đi... Đi lại chỗ này là chỗ mày làm ngày xưa mà mày vay tiền.